Ok, 1, 2, 3 Hi, xin chào các bạn Chào các bạn đến podcast lùm xùm Hi, Đúng? xin chào các bạn đã đến với podcast lùm xùm Hi, lùm xùm podcast Lùm xùm podcast à, Lùm xùm podcast <laughs> Má. Má đó Ok Hi, xin chào các bạn Chào các bạn đã đến với lùm xùm podcast Mình là em lùm Còn mình là chị xùm Ồ, <laughs> em xùm, <sầm> chị lùm <laughs> đó má là chùm lùm sùm luôn á làm lại, <laughs> lại đi hai xin chào các bạn chào các bạn đã đến với lùm sùm podcast mình là em sùm còn mình là chị lùm ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nói về một cái chủ đề là một đất nước mà tụi mình đã có rất là nhiều kỷ niệm đẹp đó là singapore singapore là một cái đất nước mà cả hai đứa mình đã dành rất là nhiều những cái năm tháng thanh xuân ở đó mình đi qua singapore du học vào năm mình 19 tuổi rồi mình học trường SIM, một cái trường về quản trị Sau này cái ngành học đó nó không phù hợp với mình nữa Nên mình chuyển sang một cái trường dạy về quảng cáo Và đồ họa có tên là MAD Và cũng từ cái trường này thì là mình đã rủ rê Nino đi qua bên Singapore Rất là trùng hợp là Nino cũng có một cái sở thích về về ngành quảng cáo Cho nên là khi mà mình ngỏ lời là Nino đã không lưỡng lự Và đã quyết định đi qua sinh ở và học với mình nói đi em muốn nói gì em nói đi <laughs> các bạn ơi không phải là ngó lời đâu các bạn mà lại dụ vụ... <laughs> nói chứ chính xác là dụ em mình ngày nào cũng chat trên Yahoo messenger nó hả dụ đủ điều hết kêu này kêu kia cuối cùng hả là mình tốt nghiệp xong lớp 12 hai thì đại học xong là mình qua bên sinh luôn singapore là một cái đất nước mà lần đầu tiên mình được đi nước ngoài đúng rồi lần đầu tiên là trong cái passport của mình có một cái con dấu mộc đó là nước singapore và khi mà quá thì nói chung là mình rất là bỡ ngỡ lúc đó phèn mình đóng đầy người luôn cũng <laughs> nhờ Chị mình khửi giùm <laughs> nhờ iris khửi khửi từ từ luôn nói chung là mình có rất là nhiều kỷ niệm đẹp ở singapore thì bây giờ tụi mình sẽ nói sâu và nói chi tiết hơn về cái đất nước này cho mọi người ha khi mà mình đi qua singapore du học á, thì năm đó là khoảng tầm vào những năm 2010 thì cái nơi mà mình sống đầu tiên á, là bukit panjang cái khu này thì là khá là xa trung tâm thành phố bởi vì nó như là nó giáp với lại Malaysia luôn. Mỗi ngày mình đi học thì mình bắt chiếc bus 184 để đi lên thành phố để đi học thì khoảng chừng 30 cho đến 40 phút thì mới tới thành phố. Nhưng mà sở dĩ mà mình chọn cái nơi khu kiếp này đó là tại vì mình muốn sống riêng một phòng. Cho nên là mình phải chịu sống xa thành phố như vậy thì cái chi phí sinh hoạt nó sẽ thấp hơn. Và khi mà Nino đi qua là Nino cũng ở khu Bukit đúng không? Nhưng mà ở Đúng rồi thì lúc đó là em qua là em chỉ có quen của mình chị thôi Cho nên là Iris ở đâu thì mình sẽ bu theo mình ở đó rồi mình nhớ là mấy cái tháng đầu là khúc mà chưa tìm được nhà thì mình có ở ngoài phòng khách của nhà chị mình đó. Rồi... Có hạnh phúc không? <laughs> Miễn là gần chị là hạnh phúc rồi. Ừ xong rồi chị mình đi chơi bỏ mình ở nhà. <laughs> Hoặc là chị mình đói thì chị mình kêu tên mình. Còn lại những cái lúc mà vui vẻ thì không biết chị mình ở đâu hết mọi người. À, sau khi mà ở Bukit trang một thời gian đó, thì là tụi mình có chuyển về Bedok sống ở khoảng chừng một năm hay như thế nào đó. Nhưng mà sau khi ở Bedok thì mình vẫn cảm giác là mình thích cái khu Bukit Panjang hơn cho nên là mình chuyển lại về khu Bukit Panjang thì cái nhà tiếp theo mình ở Bukit Panjang mình nhớ là ở Central Road. Em nhớ căn nhà đó. Em nhớ không? Ừ. ừ. À, Chị ở Bukit Panjang là ba căn nhà là đều ở Bukit Panjang hết luôn. Tụi mình nó có nhiều kỷ niệm lắm mọi người mà bây giờ kể thì cũng không biết kể từ đâu hết. Nguyên một đám tụi mình nó có một cái sở thích là cứ buổi tối ban đêm á, là sẽ bắt một chiếc taxi đi từ nhà mình đi đến một cái địa điểm gọi là West Wet Coast. Thì ở đó nó có một cái mặt Ronald là lúc nào nguyên một đám cũng đi từ lúc tối khoảng chừng 11 12 giờ trong người nó ngứa lên <laughs> bắt đầu mà mọi người biết là taxi ở bên xin là không có rẻ. Ừ, em có rồi. nhớ không? Taxi rất là mắc luôn. Taxi mà mọi người mà đi ban đêm giờ đó là nó sẽ tính phí rất là cao chứ không phải là tính phí bình thường như những nơi khác. Mà chị mình lựa giờ đó đi không một mọi người, <laughs> chị mình tới nửa đêm mấy người nó ngứa ngứa mà nó ngứa mỗi ngày luôn. <laughs> thì đi ra đó thì là mình uh, nino với lại hai bạn cùng nhà nữa là uh, esther với lại mon lê là bốn đứa cứ lên một chiếc taxi mà đêm nào cũng đi mọi người đi ra ngoài uh, mcdonald có xong là mà ăn tối phủ phê ở nhà rồi chứ không phải là đói khác gì mà, nhá. nhưng mà ra vẫn ăn phủ phê ở mcdonald nha xong rồi đi ra vẫn ăn một một chập nữa ngoài đó sau khi mà nguyên một đám ăn không biết ăn vì đói hay ăn vì đam mê luôn á <laughs> thì ăn xong nguyên một đám á thì ở đó nó có một cái chỗ mà sân chơi á nó có một cái chỗ um... bãi cát uh, ừ. cát xong mình nó có mấy cái uh... cái đó gọi là gì ta cái đồ mà có, có nhiều mấy cái đồ mà để cho mình đu rồi mấy cái uh, dây thần rồi với lại nó có một cái tấm lưới thần ở trên cao á là đó là cái chỗ mà tụi mình sau khi mà tụi mình ăn uống này kia xong á là nguyên một đám tụi mình hay đi lên cái tấm lưới đó nằm nhìn trời nhìn mây nhiều khi cái cũng nhớ nhà mọi người xong rồi cứ nằm nói về uh, tương lai sự nghiệp như thế nào như thế nào những năm đó là cũng cả chục năm về trước rồi bây giờ nghĩ lại cũng thấy rất là mắc cười còn một kỷ niệm mà rất là vui ở cái chỗ đó là chị mình á các bạn yếu nhưng mà thích đu có ngoài đó nó có mấy cái đu dây á cái chị mình đu qua đu lại mà chị mình ăn ít xịt luôn xong rồi hả ăn xong rồi chị mình đu xong rồi chị mình ói ói tràn trên bể bị không 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 đây à ai chị cái đó nó không có tự đu chị không tự đu được mà phải có người đẩy mọi người cái đó giống như là zip line á một ừ. cái zip line mini đó nhỏ sẽ người này sẽ đẩy người kia đi qua bên đó mà mọi người biết ai đẩy mình không em mình mọi người em mình đẩy mình mà em mình không có điểm dừng mọi người đẩy qua cái xong em mình xung qua em mình đẩy lại sao? ủa kỳ đó em ói luôn mà em nói sao vậy chị ói chị ói là đương nhiên nhưng mà em ói luôn ừ đúng rồi hình đó như là vậy. nguyên một đám mình chơi là chơi cho tới ói luôn mới đi về mà, mà... chơi cho tới sáng luôn 6, 5, 6 giờ sáng Em nhớ là em có tấm hình chụp em ngủ ngoài cái xe bus với chị Để với bắt lại taxi bà... không được <laughs> không có một uh, chú tài xế nào dừng chân hết tại vì lúc đó quá sớm. Thì ở Singapore hả mình có những cái kỷ niệm như vậy cho nên uh, lúc đó là thật ra tiền bạc cũng không có nhiều mà tụi mình cũng chỉ mới là học sinh cũng không là ai chưa là gì không có thành tựu gì hết á cho nên những cái kỷ niệm nó rất là trong sáng, mọi người chơi với nhau trong sáng giờ chơi hơi đục rồi nè. <laughs> Thì đó là những cái nét cơ bản mà mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái kỷ niệm của hai đứa mình ở Singapore thì để cho những ai mà có ý định mà đi du lịch cũng như là học tập ở singapore thì ngày hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ sâu hơn chi tiết hơn để các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống về lịch sử về nền văn hóa ở singapore nha tôi có biết biểu tượng của singapore là gì không sư tử sư tử ơi Trời ơi sao cái tên gì không có mỹ miều gì hết vậy Người ta xinh đẹp như vậy Người ta tên là Merlion Cái bé sư tử đó thì là Nói chung ai đến xin á mà thường là khách du lịch hay gì á Thì rất là hay đi ra cái biểu tượng đó để chụp hình Merlion là một con sư tử mà nửa người Xong rồi nửa đuôi bé dưới là cá không biết bé có đánh đổi đôi chân để thấy lấy giọng khác hay không mà tự nhiên bé thành đôi cá Chắc thì không chị biết chị của chị đó <laughs> thì mà lion là tại sao là mà lion thì có thể các bạn chưa biết là mà lion được lấy cảm hứng từ tên tiếng phạn của thành phố là thành phố Singapore có nghĩa là thành phố sư tử thì ngày xưa cái tên tiếng phạn này là do một cái hoàng tử sumatra người cai trị Temasek một cái khu định cư trên đảo Singapore vào đầu những thế kỷ 14, hoàng tử đã đặt cho thì là khi mà đi săn thú thì hoàng tử phát hiện một cái sinh vật lạ di chuyển thì các cố vấn của hoàng tử cho rằng đó là con sư tử. Tuy nhiên thì là không có hồ sơ nào mà để chứng thực là có sư tử ở trên Singapore vào lúc đó hết Thì mọi người nghĩ là có thể là hoàng tử nhìn thấy một con hổ chứ không phải là một con sư tử Dù sao đi nữa thì là hoàng tử cũng đặt tên đất nước Theo cái con vật mà hoàng tử đã nhìn thấy vào cái buổi đi săn đó Cho nên là có tên là Malayan Theo sự ảo giác của hoàng tử không biết rõ con nào là con nào <laughs> Nhưng mà chị rất thích nó có hai con Một con đực, một con cái Một con thì nằm ở Sentosa mà con đó như bị dở bỏ luôn rồi hay sao còn con còn lại là nằm ở giống như là chính giữa của thành phố khu uh, trung tâm. Tao thức quá sao tao không nhớ cái tòa nhà. mà quê của chị luôn đó. lâu rồi không về quê quên. <laughs> dân số ở Singapore nó chỉ tầm vào khoảng 5.6 triệu dân thôi và cái diện tích của Singapore nó là nằm trong một trong 20 quốc gia nhỏ nhất thế giới với lại cái chiều dài của nó là 42 km và chiều rộng chỉ có 23 km thôi. Sao chị nắm được nhiều số hay Tại vì như vậy? chị mà em, chị là bộ não, chị là bộ não siêu Việt. <laughs> em hiểu không? <cười> <cười> Theo mình biết đó là Singapore là không trải qua một cái cuộc đấu tranh nào để giành chủ quyền hết mà là chính quyền Malaysia đã bỏ phiếu một cách rất là dân chủ để loại Singapore ra. Cho nên Singapore trở thành một đất nước độc lập có thể là mọi người chưa biết nhưng mà mình cũng chưa biết luôn điều này là mình mới biết là do Iris nói mình nghe là ở à, trong cái tờ tiền mà 1 ngàn đô của Singapore thì nó có cái bài quốc ca viết lên trên đó mà viết lên rất là nhỏ mọi người có thể là không đọc được nhưng mà có trên đó à, thì chị thấy tờ đó chưa chứ em là chưa rồi đó chị nhiều lắm cái thời đó chị giàu <laughs> em à, quên. chị mình đó là hay đi xuống o cái để mua gucci với lại louis vuitton này, cái, cái nên kia kia nọ trên là mấy tờ một ngàn rồi chắc chị mình có đầy vali với mọi người không có hồi đó thôi lâu lâu chị mới mua một cái sao à, vậy thôi lâu lâu luôn <laughs> thì để nói thêm về Singapore thì dựa theo những cái hiểu biết của mình khi mà mình mình sống và học tập ở Singapore thì ở Singapore nó chịu một cái ảnh hưởng về chủ nghĩa đa chủng tộc cho nên những người Singapore đó người ta không thực sự nói English mà người ta nói Singlish Singlish là một cái hướng ngôn ngữ rất là đặc trưng của Singapore Có nghĩa là khi các bạn nghe Các bạn sẽ nghe người ta hay thêm chữ là hay chữ lè vào cuối câu Giống như là uh, can you do it là oh, ok là oh, lè lè là 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 nó sẽ thành Singlish Chị mình dạo này thành người Mỹ rồi Cho nên là nói Singlish cũng được Chỉ mà lúc lúc mà mới qua chị mình giỏi lắm các bạn Mà rất là hay một cái là chị cũng mới biết cái chuyện là uh, Singlish là có tới 27 từ À, được đưa vào từ điển của Oxford. Ví dụ như. ông không biết cái, đó, cái, đó là... cái con này nó nói gì. Đứt luồn suy nghĩ. Cái ấn tượng đầu tiên của mình ở sinh đó là Singapore rất là sạch, sạch cực kỳ luôn, sạch mà kiểu như là đi đâu không bao giờ mình thấy rác hết có những chỗ có rác nhưng mà đa số là không rác cho nên là Singapore rất là tốt trong cái việc mà giữ gìn vệ sinh à, một điều mà mình biết ở Singapore là nếu như mà các bạn đi vệ sinh công cộng mà các bạn không có dội nước thì các bạn sẽ bị phạt 150 đô mà mình rồi đúng không <laughs> không hề ha <laughs> mà mình thắc mắc là không biết làm sao để cho bị phát hiện tại vì giờ mình đi vậy rồi rồi rồi, rồi ai phát hiện rồi người Đấy, ta cái đâu người có camera người dọn dẹp vệ sinh người ta báo lại rồi lúc đó mình đi mình chạy ra rồi sao người ta chạy theo tới chí mình thì à? không biết em làm thử đi chứ giờ em hỏi <laughs> chị sao chị biết thì nói về cái việc mà sạch sẽ bên singapore thì là phải nói đến cái vấn đề là singapore họ rất là kỹ trong cái vấn đề mà xả rác Xả rác được quy là một cái tội khá là nặng Tại vì nếu mà em bị bắt gặp mà xả rác Dù chỉ là một cái miếng nhỏ xíu rác thôi Là em đã bị phạt 300 đô rồi Mà nếu như mà em xả khí thế hơn Mà em xả lon, xả chai, xả đồ Là người ta sẽ bắt em đi làm công ích Là em sẽ mặc một cái áo màu xanh lá Mà nó phát sáng như vậy nè ừ. Xong mà em sẽ đi dọn dẹp ở những cái khu cố định để cho em bị mắc cỡ xấu hổ với lại em hiểu được là công nhân dọn dẹp vệ sinh người ta phải khổ sở như thế nào cái bộ đó của chị đâu rồi tám bộ nhà <laughs> à, cho nên là mình nghĩ là do là singapore là một cái đất nước rất là nhỏ cho nên là người ta rất là cố gắng trong việc giữ gìn vệ sinh do vậy mà hả mình nghĩ là cái lý do mà người ta không cho ăn xin cơm xin cơm bị cấm ăn ở singapore là chắc là đó là một trong những lý do ừ. đúng không với lại mà khi mà đến Singapore, nếu mà là người du lịch đó thì chắc là các bạn không có thời gian để các bạn để ý. Nhưng mà nếu mà các bạn là những người mà sống ở Singapore, học tập và làm việc ở đó thì các bạn sẽ để ý có một cái nét rất là ngộ người Sinh là khi đến được những cái trung tâm ăn uống đó, thì là người ta sẽ tìm một cái bàn trống và khi người ta tìm được cái bàn trống vậy người ta sẽ để một cái bịch khăn giấy lên bàn để người ta giữ chỗ sau đó người ta sẽ đi người ta mua thức ăn và người ta quay về đúng cái bàn mà có cái bịch khăn giấy của người ta Thì mình là người đến sau mình nhìn thấy cái bịch khăn giấy đó là mình biết là đã có người rồi chứ không phải là mình xà vô rồi mình lấy luôn cái bàn lấy luôn bịch khăn giấy là không được em mà giành được bàn là em nằm luôn trên bàn <laughs> đó là một cái điều mà các bạn nên để ý tại vì có thể các bạn đi du lịch các bạn chưa có biết về cái cái đó các bạn thấy là một cái bịch khăn giấy để, để trên bàn các bạn nghĩ là ai đó bỏ quên nhưng mà không phải cái đó là người ta đã đặt chỗ rồi đang nói về đồ ăn thì mình muốn nói về là ở Singapore có rất là nhiều nó giống như là Mỹ vậy nó rất là nhiều gọi là dân của những cái quốc gia khác đến sống do vậy mà người ta sẽ đem rất là nhiều cái món ăn từ những cái nước của người ta đem lại Singapore thì không có một cái đặc trưng của cái món ăn đặc biệt nhưng mà nó có rất là nhiều món ăn từ Trung Quốc nè Ấn Độ nè Malaysia nè và những cái nước lân cận món mà em thích nhất bên Sinh là món gì em thích cái món uh, em quên tên rồi Ê. <laughs> ma thích không biết không biết đọc đúng chính cái đó xác đó không nha mọi người gì? Nasi Lê mát đúng gì rồi nào. đó cái đó món, uh, cơm gà mà có cái sa tế uh, riêng xong rồi ăn với đậu phộng rồi. đúng rồi đúng rồi ừ. xong rồi sa tay cái cây mà ừ. có peanut, cái sốt đậu, đậu phộng ừ. xong rồi uh, cái món mà chị làm mà chị mua trong siêu thị cứ giống như đồ ấn độ á cái miếng uh... à, đồ roti ừ đúng rồi roti đó em M thích cái đó. roti hả hay là gì mà ăn. cái roti của chị là chị không có ăn roti mặn thì chị thấy ăn ngọt hết <laughs> xong rồi chị đổ một hộp Tự sữa đặt đặc cái lên. chuối đó 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 cái đó, đó. <laughs> ngon lắm mọi người ơi tuyệt vời nhưng mà một cái nét đặc trưng nhất của singapore đó là cơm chị ừ cái cơm chỉ đó là cứu rỗi cuộc đời của tụi mình trong những năm tháng mà xa nhà mà lười biếng mà Còn không cố, biết nấu ăn cứu. <laughs> mà chị mình á ăn ít lắm <laughs> mọi người, chị mình thay vì người ta chỉ một thịt một cá, một canh hay gì đó chị mình để chỉ thịt 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 cá cá cá. <laughs> rau 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 <laughs> tại vì cơm chỉ á là mọi người biết sao người ta sẽ giống như một cái bàn buffet cho cho mọi người luôn có nghĩa là ví dụ như mình ăn cơm thì mình chỉ cơm mình ăn mì thì mình chỉ mì cơm chỉ nó rất là liệu cơm gấp mắm có nghĩa là mình có bao nhiêu thì mình sẽ lượng vô đó mình ăn thì ví dụ mình chỉ một cơm với một rau với một thịt là ba ừ. đô mấy hay bốn đô mấy thì chỉ không biết thì giờ nhiều khi nó tăng giá thì chỉ không biết nhưng mà hồi xưa là ba đô là các bạn có thể ăn một bữa rất là ngon của cơm chỉ rồi nhưng ừ. mà thường mình không có chỉ ba đô <cười> <cười> mình chỉ ba chục đô người ta là chán cơm thèm phở còn chị mình là thèm cơm thèm luôn phở đó mọi người chị thì chị rất là thích ẩm thực singapore tại vì em ở một cái trung tâm mà ăn uống em có thể ăn được đa quốc gia về về ẩm thực luôn em nhớ có một cái chỗ mà đồ ăn ngon nhất và em ăn một lần duy nhất và em nghĩ là mọi người đến singapore đều ăn là có một chỗ mà nó có bán uh, cua lobster gì á rồi xong rồi bán seafood á bán xong đồ nào? biển đó, xong rồi chỗ đó nó có bán bánh bao chấm sữa hay là bánh bao gì không à, biết nữa rồi à, cái mà Nino đang đề cập đến nó là cái chỗ đó gọi là lẩu Bugis, ừ hình như vậy lẩu đó. Bugis có nghĩa là cái lẩu đó thì nhiều rất là nhiều người biết nó nằm ở ngay cái khu Bugis á, có nghĩa là lẩu đó là lẩu lẩu buffet, ừ. nó sẽ mang cho mình một cái nồi lẩu mình sẽ chọn là tôm dâm hay là lẩu nấm hay gì đó, xong rồi mọi người mới đi vô mọi người à, lấy đồ mọi người nhúng vô trong đó là có lobster có mà mình đi ăn lẩu mất tiền vậy mình ăn bánh bao chấm sữa à? nhưng mà tại vì cái đó ngon chị nhớ cái bánh bao chiên chấm sữa không thì chị nhớ đó. nhưng mà em ăn cái đó rồi sao em lấy lại vô tại à, em khôn <laughs> chị mình tới ăn lẩu ăn lẩu ăn thịt trụng với nước không à mọi người mà ăn xong mà cái nồi cái nồi nước á nó đặc quánh <laughs> nó đặc quánh lại là lại trụng quá trụng đó mọi người nhưng mà cái đó là một cái mà mọi người cũng nên tham khảo nếu như mà mình đi du lịch hay đi đâu á, thì mình cũng nên ghé qua để mình ăn thử cái lẩu bogus ở đó nô có để ý là ví dụ như là mình đi taxi hay là mình đi đến những cái hàng quán mà mình ăn uống á, thì mình hay thường gọi những cái cô chú lớn tuổi ở đó là uncle cồ với nt ừ, theo một đúng cái mà. cách để để thân thiện á, thì cái, mọi người dạ cái, cái, cái điều mà em thấy rất là hay ở singapore là khi mà các bạn đi ăn ở ngoài thì sẽ có những người rất là lớn tuổi và những người rất là già mà ra phục vụ các bạn không phải vì người ta nghèo nhưng mà người ta rất là thích vận động ở cái tuổi già đó già mà rất là già luôn á nhưng mà người ta vẫn muốn đi làm thì cái điều đó mình thấy nó rất là hay Điều kế tiếp đó mình muốn nói là phương tiện công cộng ở Singapore Do là Singapore rất là nhỏ cho nên là chính phủ luôn khuyến khích cho mọi người đi cái phương tiện công cộng hơn là đi xe riêng của mọi người Khi mà các bạn muốn đi một cái xe riêng của mình đó, thì các bạn phải trả tiền 1.5 lần so với lại cái giá xe để các bạn có thể có một cái giấy chứng nhận để được chạy xe ở Singapore Và hình như em nhớ đó, cái này là chị kể em không nhớ là đúng hay không Thì khi mà chị chạy xe trong tuần với chạy xe cuối tuần đó, Thì nó sẽ có giá đóng tiền khác nhau ờ, Cái bản số ừ, cái, đó là cái bản số đó. chẳng lẻ Thì mình ví dụ như mình đăng ký bản số chẳng Mình chạy ngày chẳng bản số, Theo chị nhớ là vậy nó có cả bản số chẳng lẻ Để ừ. giới hạn cái số lượng xe riêng của mọi người đi ra đường luôn ừ. Với một cái nữa là ngoài cái phương tiện công cộng đi lại phổ biến Ở bên đó là tàu điện ngầm Đúng rồi. Tàu điện ngầm bên đó chị thấy đẹp Đó là lần đầu tiên mà em được đi tàu điện ngầm trong đời và rất là sạch sạch cực kỳ luôn. Sau đó em cứ nghĩ là ở ừ, chắc tàu điện ngầm của tất cả các nước trên thế giới đều sạch như vậy nhưng không các bạn ạ. À. Các bạn hãy đi qua New York đi rồi các bạn sẽ hửi được mùi nước <laughs> n... trên tàu điện ngầm. Ê ghê quá. Không? Ủa Nhưng mà em nói thiệt mà. Người ta nói mùi nước tiểu. Mệt quá. <laughs> thì là tàu điện ngầm là một cái phương tiện rất là phổ biến ở ở bên Singapore. Uh, nó có một cái hệ thống tàu điện ngầm lớn gọi là mrt là cái tàu điện ngầm đó trải dài toàn thành phố luôn thì trong những cái khu vực mà nhỏ hơn á từng khu vực nhỏ hơn á thì nó có những cái hệ thống tàu điện ngầm nhỏ hơn gọi là lrt cái lrt này nó cũng sẽ kết nối với những cái chạm lớn của mrt để đưa mọi người di chuyển đến khắp mọi nơi dễ dàng hơn ngoài cái tàu điện ngầm á cái công cụ mà người dân ở singapore sử dụng để đi lại chính là đôi chân của mình mọi ừ. người sẽ thấy ở singapore mọi người đi bộ rất là nhanh giống như ở new york thì thấy mọi người đi bộ cũng nhanh nữa ừ. ở singapore mọi người đi bộ cực kỳ nhanh và được ước tính là gần như là những người đi bộ nhanh nhất thế giới với lại cái con số là 1.15 km trên một giờ cho nên là khi mà mọi người đến singapore dần dà mọi người ở lâu đó, tự nhiên cái, cái 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 tốc độ đi bộ của mọi người cũng cũng nhanh lên bất thường luôn Ừ, cho thời gian đó chị mình ốm là vậy mọi người tại vì chị mình đi bộ nhiều ở còn qua Mỹ ăn no nằm nhà với. Bây đi giờ xe... em nói tiếp hay là chị dừng luôn chị nghĩ nói nữa? <laughs> em chỉ nói sự thật thôi mà. <laughs> mình sẽ đưa ra cho mọi người những cái số liệu mà hay hay ở Singapore để mọi người có thể tham khảo thêm là ở Singapore có một cái thác nước cao nhất thế giới mà nó nằm ở trong nhà, cái thác nước đó nó nằm ở cái khu Garden by the Bay. Cái chiều cao ở thác nước đó nó lên tới 35 mét lận. À, ngoài cái thác nước cao nhất thế giới đó thì là ở Singapore nó còn một cái mình gọi là công viên đi. Gọi là Botanic Garden. đâu tới đó lần nào chưa? Chưa. Ừ. Botanic Garden thì rất là đẹp. Nó là trở thành một cái di sản thế giới mà được UNESCO công nhận vào năm 2015 luôn. Vì cái chỗ đó là cái bề dày lịch sử của nó là trên 150 năm. À, nó được tìm ra vào năm 859. Thì nó thậm chí còn lâu đời hơn cả đất nước Singapore cả một thế kỷ luôn á cũng như là mình đã nói lúc đầu là singapore là một cái đất nước mà có rất là nhiều dân từ những cái quốc gia khác nhau cho nên nó là những cái đặc điểm văn hóa lịch sử của singapore nó rất là mang đậm chất của những cái nước như là trung quốc nè malaysia nè indo và ấn độ thì để mình suy nghĩ coi ở Singapore có những cái nét gì mà đặc trưng để mình chia sẻ với mọi người bây giờ em thấy là giàu ở Singapore rất là giàu như mọi người cứ một người trong sáu người thì sẽ có sở hữu một triệu đô cái điều này làm mình rất là bất ngờ và cũng không bất ngờ nữa nói chung là Singapore một cái nước rất là nhỏ nhưng mà rất là giàu và cường mạnh đó là cái lý do tại sao mà passport của Singapore rất là mạnh như là các bạn có thể đi tất cả những cái nước hầu hết những cái quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin visa giống như là Mỹ nè Hàn Quốc nè Nhật nè và rất là nhiều cái đất nước khác nữa. À, đó là một trong những lý do mà chị mình ráng ở lại để sinh quốc tịch của Singapore mà không được. Người ta đi học xong người ta về liền. <laughs> ở đó mà đơm đặt. Có em á. Ừ. Để nói thêm một chút về cái kiến trúc của Singapore thì là Singapore là một cái thành phố được mệnh danh là cái thành phố xanh với cái tổng diện tích mà cây cối được bao phủ là gần như là gần nửa diện tích của lãnh thổ luôn. Và ở Singapore thì khi mà các công ty mà xây dựng những cái tòa nhà cao tầng á Thì người ta sẽ bị giới hạn cái chiều cao Có nghĩa là những cái tòa nhà đó là em không được xây trên 280 mét Chỉ duy nhất có một cái ngoại lệ á Theo mình nhớ là cái tòa nhà mà tăng trong Baga Center là, là cái tòa nhà duy nhất và tòa nhà cao nhất ở Singapore Được xây dựng vào năm 2016 là cao 290 mét là chỉ có cái tòa nhà đó thôi còn lại là dưới 280 m bị giới hạn chiều cao hết. Tại sao? Chứ không phải là như những cái thành phố khác đó, New cao chọc trời. Trời ơi, New York là nó đâm lên mây luôn á, nhìn không thấy cái đỉnh luôn. Cái dịp rất là hay để cho mọi người có thể đến thăm Singapore là vào khoảng tháng 5 tháng 6 bởi vì thường á mọi năm ở Singapore thì nó có tổ chức một cái lễ hội gọi là Pindot thì cái lễ hội này á là được bắt đầu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 thì cái lễ hội này là một cái lễ hội dành cho những các bạn trong cộng đồng LGBT tới đây chơi là chỉ với em tham gia đều các năm không <laughs> <laughs> mà và do là ở lúc đó là mình quen Iris mà mình không có biết đi đâu hết thì năm mà hình như là năm 2011-12 thì đó là lần đầu tiên mình tham gia pin đó Iris là người dắt mình đi Để nói thêm về cái lễ hội Pink Dog này Thì tại sao nó có cái tên là Pink Dog Có nghĩa là tất cả những người đến lễ hội á Người ta sẽ mặc một cái áo hồng Thì những người ở lễ hội có thể là người trong cộng đồng LGBT Hoặc là có thể là người thân đi đến để ủng hộ những người mà bạn bè hay là con cái họ Có những cái hình ảnh rất là cảm động mọi người Giống như là một cái anh chàng kia mặc một cái áo hồng Ngồi đẩy một người mẹ cũng mặc áo hồng ngồi xe lăn rất là già để đi đến cái lễ hội pink dot đó thì mọi người sẽ tập trung vào khoảng chừng 3-4 giờ chiều ở công viên, bắt đầu nói chuyện trò chuyện với nhau và bắt đầu trải những cái tấm bạc ra để ngồi ăn sandwich hay là các thứ những cái ca khúc sẽ được hát lên để tôn vinh và để ủng hộ, động viên những người trong cộng đồng và đến khoảng chừng mà 6 giờ khi mà trời bắt đầu nhá nhem tối rồi đó, thì mọi người sẽ được cầm, được phát cho một cái đèn pin có cái ánh sáng màu hồng, đến khi mà đúng cái thời điểm 6 giờ mà khi mà hoàng hôn vừa mới xuống không đêm tối bắt đầu bao trùm thì tất cả mọi người sẽ bật cái đèn pin đó và đứng trong một cái vòng tròn thì sẽ có một cái chiếc flycam fly hay cái gì ở trên đó nó sẽ chụp lại cái khoảnh khắc mà toàn bộ những người ở trong lễ hội đó đứng thành một vòng tròn và bật cái đèn pin đó tạo thêm một cái chấm màu hồng rất là đẹp đó là biểu tượng của pin dog dạ yeah, các bạn thấy không trưởng admin của ping dog đại diện Mệt cho hội quá. Việt Nam ở Singapore năm đó đó, đó các bạn. <laughs> Thật ra đất nước nó cũng nhỏ thôi nhưng mà sẽ có rất là nhiều các hoạt động để cho các bạn khám phá và chiêm ngưỡng à, một cái điểm nữa mà không thể không nhắc tới Singapore mà nãy giờ mình quên là gì biết không? Shopping. Đúng rồi. Thiên đường luôn. Lúc mà mình chưa đi Thái á, thì mình thấy là đi Singapore rất là đã tại vì tất cả những cái brand lớn ở Mỹ đều nằm ở Singapore giống như là Topman, Zara, rồi mấy cái brand H&M, mấy cái brand mà mình không bao giờ nghe tới ở Việt Nam, Uniqlo nữa. Ừ, Uniqlo thì cái đó, đó thì được nằm ở Singapore thì lúc đó là mình cái như là phèn á mọi người cho nên là mình qua mình được mở mở mắt ra và mình tìm được những cái brand mà mình thích đó cho nên là mình ráng mình nhịn ăn để mình mua một số. Mà quần Nino ám. nha mọi người. Thà là coi như chết đói chết mà coi như đói mà người nó rung lên luôn nhưng mà phải mặc đồ đẹp mà cái tính Nino đi mua đồ lạ lắm mọi người. Ví dụ như đã thích một cái áo đó rồi nha ở cái thương hiệu đó rồi nha mua tám màu y chang chị có Ý gì chen. không chị chị kỳ thôi ơi chị đừng có nói chị, chị có tính sáng tạo hơn chị thay đổi có nghĩa là chị mua brand khác nhưng mà cái áo cũng hơi giống giống cái đó luôn mình nhớ hoài luôn mọi người có một cái ngày á là nino coi như là đói khác đi qua nhà mình mọi người lúc đó là nhà mình đang ăn cơm trưa cái nó canh giờ cơm trưa nó đi qua ừ. nó đi qua để nó ăn chật mọi người ăn trực mà nhà mình gặp sao shopping cũng không vừa gì hết cho nên là không có đủ gạo gạo coi như là vét còn đâu chừng một lon à mà nhà hả ba đứa xong rồi nino đi qua à, nino xin xin ăn trực mà giờ không lẽ em mình qua mà em mình xin ăn mình nói không thì mình cũng chia cho em mình ăn thôi ăn hả hê hả hê xong mà em mình sồ đồ ra em mình khoe <laughs> em mình nói em mới đi trên trung tâm em mua áo mà mua, mua hai, cái, hai cái mua hai cái hai cái coi như y thịt luôn mọi người Ông. màu á đó chỉ hơi hơi khác Chưa hơi rồi. hơi khác chút ha, em nhớ hoài luôn hai cái áo sọc xanh một cái một một cái màu xanh biển tao một cái hết. màu xanh lá cây khỏi khỏi <laughs> nói ta nhớ hết ăn xong muốn trào cơm ra ra khỏi họng luôn thì là nino là đặc tính vậy đó mọi người phải mặc đồ đẹp chứ còn đói thì chịu, đói thì chịu, run rẩy sắp chết luôn nhưng mà phải mặc đồ đẹp. Nhưng mà đó là những năm 20 thì mọi người còn giờ mình không quan tâm mình được, ăn ngon là được nữa. rồi. Thì cái đó không biết. Đó là một cái số nét sơ lược cũng như là những cái thông tin về Singapore mà mình và Nino vừa rồi đã chia sẻ thì hy vọng đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho các bạn khi mà có ý định du lịch hoặc là du học ở bên singapore tại vì khi mà đến với singapore thì các bạn có thể thưởng lãm một cái bức tranh đa màu sắc về nghệ thuật văn hóa cũng như là lịch sử cho nên đây là một đất nước mình nghĩ là đáng sống ừ, cho những bạn nào mà bị rớt visa ở Mỹ ấy, thì các bạn có thể đi du học ở Singapore tại vì đi du học ở Singapore rất là dễ và Singapore có rất là nhiều trường giỏi mà gọi là bậc nhất thế giới luôn cho nên là mọi người hãy nghiên cứu nhiều về Singapore và tham quan Singapore chắc chắn mọi người sẽ thích nói đến đây thì podcast của tụi mình hơi dài cho nên là mình sẽ kết thúc podcast tại đây rất cảm ơn mọi người đã nghe cái podcast này của tụi mình à, nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là có muốn bình luận gì thì nhớ lên youtube của tụi mình là à, lùm xùm hoặc là các bạn có thể theo dõi instagram riêng của mình là nino mars và của chị iris là iris cao còn của lùm xùm là, là lùm xùm podcast à, còn bây giờ thì à, xin chào mọi người chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bye mà không có ta giật cái miệng vô không kịp luôn á còn bây giờ thì xin chào mọi người và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bye, bye. Vậy, vậy đi, đi.